chào các bạn. Hôm nay mình được đi chợ và mình cho mua cho mình xôi xúc xích này. Món xôi xúc xích mình rất thích ăn luôn. Bây giờ mình mở ra để ăn nha. Ê, ngon chưa? Xúc xích chưa to không nhỉ? Bây giờ mình sẽ ăn nha. Tôm bé chị, tôm bé ăn vẫn còn. Em vừa mua ốc rồi. Ngon lắm các bạn ơi. Mời các bạn cùng ăn với mình nhé. Món này ngon cho ngon nha các bạn ơi. Sáng á, mềm phòng đậu bánh trăng rượu mà rồi người ăn sáng đó các bạn ơi. Ngon lắm. Đây là các bạn. Món này các bạn, món xôi mấy xúc xích này các bạn có biết ăn không? Mình rất thích ăn món xôi xúc xích này luôn. Nó ngon nha các bạn ơi. Rất nhiều luôn, giỏi rồi các bạn ơi. Buổi sáng các bạn ăn gì? Buổi sáng mình hay ăn là cơm rang xúc xích hay là bánh mì pate, nhưng mà hôm nay mình đi chợ mình rất thích ăn món xúc xích này là mình bảo gì mình mua ấy. Các bạn có thích ăn cái món này không? Mình rất thích ăn luôn. Món này ngon luôn đấy các bạn ơi. Ngon lắm. Ngon lắm. Các bạn mà ăn thì các bạn cũng ngon tuyệt vời. Các bạn ơi, có hai món có hút tinh này ngon lắm các bạn ơi. Thật siêu ngon luôn. Yeah.
Các bạn ơi, món này ngon đến nỗi mà mình ăn một tí đã hết luôn này. Ngon lắm. Ngon. Buổi sáng các bạn ăn nhiều món lắm nhỉ. Bánh mì bắp tê này, bánh mì, bánh bao, bún, cháo, phở, vân vân, nhiều lắm các bạn ơi. Nhưng mà cháo mình cũng rất ăn nhiều lắm các bạn ơi. Mà mình ăn nhiều mà cân mình cũng chẳng có gì ăn. Mình chỉ cần mới một ít thôi là các bạn. Về bằng đây nó đặt. Dạ. Ừ. Thôi để ngồi mà mình ăn. Thế rồi phải với một ít. Thì bạn ăn hết đến đây rồi thì các bạn để lên đây nhé. Để đỡ cần phải cắn như chị như xuống. Ngon tuyệt vời luôn. Mình không biết là ở nhà các bạn có ăn nhiều giống như mình không? Ở nhà mình ăn nhiều lắm. Các bạn ơi, không phải là ngày nào mình cũng phải được đi chợ đâu. Vì nhà mình ở trong thôn đó các bạn, nên hiếm khi mới được đi chợ. Nên là hôm nay mẹ thì mình cho mình đi chợ ăn tối trước đấy. Còn mọi khi mẹ mình cho mình đi chợ, mình ăn sáng xong rồi mới dọn đi. Không phải bây giờ đi rồi đâu các bạn ơi. Món ngon lắm các bạn. Các bạn có đi chợ Xuân Giao không? Ở mình đã xã Xuân Giao nên là mình toàn đi chợ Xuân Giao thôi. Các bạn ở thành phố ấy, không đi chợ mà các bạn đi siêu thị đúng không? Để đi siêu thị có rất nhiều món và ăn được rất nhiều, giống như là gà chiên giòn, nhiều món gà chiên giòn nè, khoai tây chiên, và còn rất nhiều món. Nhưng mà ở nhà mình thì ăn nè, sáng thì ăn cơm, trưa thì ăn cúc qua cơm, còn ngày khác thì có ngày thì ăn để mua chợ, đi chợ về mua bánh tráng cho ăn. Xong rồi có ngày thì mẹ mình nấu xôi, không phải nấu xôi trắng đâu các bạn ơi, nấu xôi lạc. Nhưng mà các bạn ăn nhiều các bạn cũng thấy ngán, nhưng mà nếu mà mình không ăn thì chị mất công mẹ làm thì mẹ buồn nha các bạn. Nếu mà mẹ các bạn mà làm mà không đi chợ thì các bạn cũng đừng mà ăn nha các bạn. Để hết mình rồi còn mới cảnh thức tí rồi các bạn. Ngon lắm. Món này ngon lắm nên là mình ăn một tí ra hết luôn. Mà chẳng biết là các bạn ở nhà các bạn có thích ăn giống như mình không? Nếu mà các bạn thích ăn giống như mình, hãy cho mình một like và một chia sẻ. Và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bây giờ các bạn và hẹn các bạn vào clip lần sau. Bye bye ạ.